Thưa quý vị, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa họp phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo biểu kết luận tại phiên họp tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện thể chế của đảng nhà nước về xây dựng đảng hệ thống chính trị quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng tiêu cực khẩn trương hoàn thành trình bộ chính trị ban hành quy định về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử thi hành án xây dựng pháp luật quản lý sử dụng tài chính tài sản công và trong hoạt động báo chí truyền thông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Đến hết năm 2022, kết thúc điều tra 14 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 20 vụ án, xét xử sơ thẩm 25 vụ án, xét xử phúc thẩm 5 vụ án, kết thúc xác minh giải quyết 21 vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo